Tình yêu như bát bún riêu, muối nhiều thì mặn, tiêu nhiều thì cay. Còn đứa nào yêu không dám nói thì nghỉ ăn bún nha. Ở tập trước, Thất đã bắt đầu dùng công việc mới để quên cờ rút mà xoắn ở chỗ, Khai lại chợt nhận ra mình cũng lỡ va phải con đĩ tình yêu với thằng bạn mình. Chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ như thế nào? Hãy cùng theo dõi tập phim ngày hôm nay để biết thêm chi tiết nhé! Nghe thằng em thốt ra từ miệng câu thích ai đó mà ông anh Tôn không dám tin vào lỗ tai mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị sốc vì thằng em khốn nạn đột nhiên nghiêm túc đến đáng sợ. Dẹp chuyện đó qua một góc, hôm nay quán Tôn ăn mừng kỷ niệm 2 năm trường Tôn nên rủ Khai qua đó xả sẽ chết quên sự đời. Con chim héo úa cằn cỗi của Khai cứ ngỡ rằng hóa đá, ai dè nhiều cô em xinh đẹp quá cứ bu lại như kiến. Chỉ là ải mỹ nhân lần này không có cửa với Khai vì anh cứ nhớ tới hôm mình khóa môi Thớt. Ông anh biết cậu vẫn còn tan tăn nên lấy chuyện mình ra làm động lực cho cậu. Là một tấm chiếu đã từng trải, anh khuyên Khai thích cái gì thì triển cái đó, đừng để có không giữ mất đừng buồn. Lúc đó ở trường, Tú cứ phải giả giọng điểm danh cho Khai tới mệt ẻ cả da vẫn chưa thấy cậu ta quay lại, lỡ ông giáo mà bắt được là chết cả đám. Trong khi các bạn phải còng lưng lên lấy con chữ về bản, thì ở một nơi nào đấy thanh niên Khai lại đang ngồi suy nghĩ về nước Mỹ. Nghĩ tới cảnh mình với Thất mà hẹn hò thì sẽ như thế nào? Để bớt sang chấn tâm lý, Khai hẹn đám bạn ra làm vài ly, Thất chưa đến vì bận làm kịch. Dạo này cậu ta ít chơi về nhóm lắm. Một lát sau, hai cậu nhóc đi đái Thất mới tới, Khai còn tưởng rằng mình bị chứng rối loạn thị giác, may quá nó là Thất hàng thật. Ngày mới lại bắt đầu, bọn may mắn nhận được chân sai vặt ngồi chỉnh sửa video cho toàn khoa để đem tới ngày hội đấu giá. Rất nhanh buổi đấu giá đã tới, bình thường Khai không có hứng thú cho lắm với mấy cái thứ này, nhưng Thất cũng đi nên đương nhiên thanh niên cùng Tá Lanh đến. Anh kêu bọn đem hết đĩa phim mà cậu ta mượn mang tới, còn phim gì mang tới thì Khai cũng không biết. Tới khúc được gọi tên thì ối rồi ôi, toàn là ba cái 18 cộng. Đúng là bạn bè như cái bẹn bà chơi thế ai chơi lại bạn. Cũng may là được một khoản kha khá bỏ quỹ chứ nếu không, Khai chỉ có nước cởi quần ra đội lên đầu. Thất cũng đem tới một đĩa phim mới, là bộ mà cậu thích xem nhất, cũng là cái đĩa mà Khai tặng hồi sinh nhật năm ngoái. Có mỗi cái đĩa phim mà Khai và Aun dành nhau cho bằng được. Khai còn chơi lớn trả giá 10.000 bạt để lấy em nó về. Kết thúc buổi đấu giá, Khai đem cái đĩa trả cho Thất mà mặt cậu lạnh tanh, không lấy nó rồi bỏ lại Khai bơi vơ giữa dòng đời. Thanh niên tức giận mang cái đĩa tới chỗ thuê đĩa của Bon. Cuộc đời Khai chỉ giận khi gái lấy đồ anh tặng đem bỏ, còn trường hợp với Thất này là lần đầu tiên. Biết Khai định theo đuổi Thất, Tu khuyên cậu nếu thích thật thì tốt nhất nên im lặng vì khó khăn lắm Thất mới dứt được tình cảm. Với cái bản mặt khốn nạn của anh nổi khắp khoa, ai biết được một ngày nào đấy Khai lại làm Thất buồn thì mệt lắm. Khuyên nó như thế mà Khai vẫn muốn thử một lần. Bất lực toàn tập, Tu chỉ cho cậu một vài chiêu tấn công. Đầu tiên, cứ phải xóa hết số gái trong điện thoại ngay và luôn. Nói là làm, Khai rút smartphone ra xóa sạch. Lần này có vẻ Khai quyết tâm làm bằng được. Một lát nữa sẽ có buổi làm việc nhóm. Khai nhận tất cả nhiệm vụ làm báo cáo về mình với điều kiện hai thằng phải cho anh ở riêng với Thất. Đấy là lý do vì sao chỉ có mình Khai đến đây. Nhìn Thất nghiêm túc làm việc và mắt Khai sáng rực như đèn pha ô tô, ngắm kỹ tới mức thằng nhỏ nôn nao phải lăn ra chống đẩy vài cái cho tỉnh táo rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh. Đã hơn 10 phút trôi qua, Khai vẫn chưa dám đi ra ngoài. Thanh niên làm đủ thứ trò con mò rồi mới dám đi xuống. Thất còn tưởng cậu mắc màn ngủ trong đấy luôn rồi. Thua keo này ta bày keo khác, thanh niên chuyển sang tấn công từ đằng xa, tác động một chút vào đồ ăn trưa của Thất, ví dụ như có nhiều tôm hơn rồi thì tặng bim bim. Thanh niên mạnh mạo chụp ảnh Thất đăng lên trang của trường với câu cáp thả thính không hề giả chân, ấy thế mà bị Thất mắng cho quá trời. Tu khuyên cậu nên từ bỏ vụ theo đuổi này đi. Sau một hồi suy nghĩ tích cực, Khai chọn cách nghe theo, bỏ thật nhưng là bỏ caption ở ảnh thôi. Khai áp dụng chiêu lạt mềm buộc chặt, chuyển sang bám đuôi Thất theo tận tới nhóm làm kịch, có bị đuổi cũng không rời. Chen đang đau đầu chọn diễn viên, anh muốn một thằng bad boy cho bộ phim mới với các tiêu chí như là nhà giàu, giao diện đẹp, lăng nhăng đến tận đầu ngón tay, đặc biệt là phải siêng năng làm chuyện khốn nạn. Nghe cứ như vai này sinh ra là để cho Khai nên Chen nhặt luôn cậu và diễn thử, hơi thiếu vai nữ nên Thất làm thay. Tưởng Khai gà mờ mà pro không tưởng chuẩn vai nam chính Chan cần tìm. Cứ tưởng có được vai nam chính sẽ là được ở gần Thất, mà đời nó không cho phép, cứ phải ngồi làm ba cái trò tào lao, chờ mãi mới được về. Khai rủ Thất đi ăn mà cậu bị trai đáp câu xanh dần, éo nhét thằng bạn ra, anh có việc rồi. Khai quyết đẹp trai kiêm luôn trai mặt bám theo Thất đi mua đồ, rồi bám theo về tận nhà. Đúng cái khúc cảm xúc tuôn trào thì Chen và Aun tới cắt ngang. Thề cuộc đời Khai với Aun thì chả ưa gì nhau, nên làm gì cũng phải chọc nhau mới chịu. Và thế là Khai chính thức có thêm một tình địch. Cậu ôm mặt mặt như trái nhà, tới chỗ Bon tâm sự tuổi hồng mà cả Bon cũng khen lấy khen để Aun. Mặc kệ tất cả, Khai vẫn còn niềm tin mãnh liệt mình sẽ cua được Thất. Sáng hôm sau, cậu trai mặc sơ mi trắng tóc vứt keo đến đón Thất. Ai ngờ Aun cũng phi xe đến. Cay cú hơn là Thất lại nghĩ Khai đến chờ cô em nào đi học rồi hồn nhiên lên xe Aun đi mất tiêu. Đời nào Khai chịu để yên, cậu cũng bỏ tiết bám theo hai người ra đứng đường. Nhưng là đứng đường cầm hộp quyên góp. Cậu tự tin vẻ mặt đẹp trai của mình chỉ cần đứng một chút thôi là người ta tới góp đầy. Một lát sau có người đến thật, nhưng là đến là vì tranh giành tình cảm. Đúng là con người cua cờ rớt cũ không hề dễ dàng gì.
anh rủ Khai đi xem phim mà cậu từ chối. Bằng một thế lực nào đó, Khai vẫn tới trước rạp để xem liệu suy nghĩ thớt đi cùng Aun có là sự thật. Đời đúng và cậu một cái rõ đau, nhìn hai người họ vui vẻ đi cùng nhau mà Khai chết nhiều chút trong tim. Giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của thớt hồi còn mê mình, đúng là luật hoa quả không trừ một ai nhé các bạn trẻ. Sau hôm đấy chả biết Khai lặn đâu mất, tập kịch cũng không tới mà lên lớp cũng không thấy, làm thớt chạy đi tìm khắp nơi. Hóa ra là cậu đang trốn ở chỗ Bon, mà thanh niên buồn hiu tâm sự với Bon rằng mình sẽ rút khỏi nhóm tập kịch vì Khai không chịu nổi cảnh nhìn thớt và Aun thân thiết với nhau. Khai đi tới phòng tập thấy thớt ngủ quên trên ghế không cưỡng lại được nên Khai cúi đầu. Đúng lúc thớt tỉnh dậy, anh rủ lông mắng Khai một trận te tua, đuổi cậu đi không thương tiếc. Khai đau hết ruột gan lòng vèo ra phố bốc đầu nẹt bô. Lần này tổ lái đã không đổ anh, thanh niên bị ngã bay mất chục mét. Máu me be bét, trước khi bất tỉnh nhân sự, Khai cảm thấy hối hận vì đã tạo quá nhiều nghiệp. Lúc thớt ra đến cổng đã thấy Khai áo đấm mão lê lết tấm thân. Anh nói xong câu xin lỗi rồi gục tại chỗ. Aun đi tới thay thế vội bế cậu lên xe đưa tới viện. Sau một ngày ngủ mê man, Khai mới tỉnh lại trong giao diện bột bó toàn thân. Tu báo tin mừng anh chỉ cần phải bó một tháng thôi, vẫn may hơn con xe yêu quý nát không còn miếng nào lành. Bố mẹ Khai còn chút chuyện nên quay về giải quyết nốt rồi mới vào tiếp. Bộ hai tranh thủ lúc thớt nói chuyện điện thoại chạy vào hỏi Khai rút cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì. Yêu đương vào nó mệt thật sự ạ. Để giúp Khai điều tra mối quan hệ giữa thớt và Aun, Bon đã mượn con smartphone rình mò đọc trộm một số thứ. Lúc ai về nhà đấy, các hảo trai mới nhắn tin nội bộ mà nhắn nhầm vào nhóm chung thế mê đau. Có phúc thì cùng hưởng, thế mà đến khi bị lộ chúng nó đẩy hết chủ mưu cho Khai. Thớt bây giờ sống theo phương châm đàn ông hiện đại không ngại độc thân nên anh chả thèm quan tâm Khai nữa, chỉ để lại đồ rồi đi về. Cứ tưởng thân ai nấy lo từ đây, sáng hôm sau thớt lại phải vác cái mặt tới đón Khai xuất viện vì bố mẹ Khai có việc đột xuất. Về tới nhà vội vội vàng vàng đã gần 12 giờ trưa nên thớt lấy tạm gói bim bón cho bệnh nhân đẹp trai như ăn trước. Bị què một tay chứ có cả hai đâu mà lắm chuyện. Tự dưng, Khai nhớ tới những lúc Aun và thớt gọi điện thoại cho nhau nên bảo cậu ta đi trước. Bây giờ thanh niên chuyển qua chế độ từ bỏ cuộc chơi nên phải phanh mình lại. Cứ thế một tuần tránh mặt trôi qua trong yên bình cho tới hôm đi học nhóm ôm thi. Thớt dẫn Aun theo để dạy kèm. Khai cố tỏ ra mình là ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Vì một mình làm tất cả mọi thứ từ tắm táp thơm tho nên vết thương bị ngấm nước mãi không khỏi được. Chồng cưỡng tội nên thớt qua chăm, giúp tắm gội. Hồi trước Khai còn trần truồng chạy trước mặt thớt vô tư mà giờ lại hơi ngại. Thế mới thấy vẫn nên dừng lại làm bạn sẽ ổn áp hơn cho cả hai, mặc dù trong lòng không muốn. Ở một diễn biến khác, Bon quá chỉnh sửa video giúp cô giáo Pan ở ngoài quán. Một lát sau cô cùng người yêu đến đưa thiệp mừng. Và thế là giờ em đã là vợ người ta. Ao còn vô tình sắt muối vào trái tim thanh niên thất tình bằng cách gả anh làm video cưới cho Pan. Rất nhanh kỳ thi đã đi qua nên nội anh em bạn gì tổ chức tiệc ăn chơi xả láng. Tự dưng gạ nhau chơi trò nói thật để làm gì, để có hai thằng buồn hiu. Chen đưa ra câu hỏi người mà thất thích. Ai cũng đồng thanh trả lời là Aun. Người đầu tiên chán đời chắc chắn là Khai, còn người thứ hai không ai có thể ngờ tới lại là Tu. Cậu ta cũng không biết tại sao, nhưng sau lần giúp Aun quay video, giữa hai người có gì đó làm Tu cảm thấy mình bị cảm nắng. Đang buồn đang chán ai tán yêu luôn, đúng lúc Lin đi tới bằng một cách thần kỳ, Tu đã tỏ tình với cô em. Trong lúc thất vô tình gặp được Peo, cô đã kể cho anh nghe cái vụ Khai nhờ mình làm người yêu. Lại thêm một lần nữa, mang đầy tâm sự, bỗng dưng có tiếng ồn phía bên kia. Aun lén nhìn gái trong nhà vệ sinh, nên Khai hành hiệp trượng nghĩa ra tay tương trợ dập cho anh một trận như đòn. Nhớ chào tới Can, thế là hai người lại có thêm một trận đấu võ mồm. Cãi qua cãi lại, Khai lỡ nói vạch trần chuyện mình mê thớt trước bàn dân thiên hạ. Aun mãi mới được lên tiếng thanh minh, mình đâu có thích thớt. Mọi ánh mắt dồn về phía Chen, vì chuyện này là anh ta nói thế. Thật ra Chen chỉ định khích điều Khai thôi, nên mới bịa ra nói chung là cứ coi như hủy cả làng, vỗ tay giải tán. Khai lê lết tấm thân tới xin lỗi tình địch hụt. Cũng tại anh hồ đồ quá, xong việc thanh niên chuyển hướng sang bên thớt. Cổ thân đời Khai bad boy tiếng thơm quá nên thớt nghĩ cậu ta lại chuẩn bị lừa mình cái gì đó. Chuyện cũng vỡ lở, bùng bét hết cả rồi nên Khai nói thẳng luôn tình cảm của mình. Đáp quá đáp vại vẫn là thớt đã mất niềm tin và tình yêu nên Khai phải cố gắng dài dài. Hành trình mở màn bắt đầu bằng chương trình hẹn hò giữa năm, nói cụ thể là đi ăn cơm của hai cậu trai. Khai sơ mi đóng thùng đem cả hộp quà to bự tới, đó là một cây chọc lợn Pro mắc phiên bản giới hạn. Trời này đi ăn lẩu là đổ mồ hôi sôi nước mắt nách lên mai luôn, nhưng vì ngon nên được chấp nhận. Khai hôm nay còn bày đặt bóc tôm các kiểu nữa mới sợ. Hai anh chàng đánh lẻ đi mà bộ hai cũng không tha, cứ phải bám đuôi phá mới thích. Nhưng mà hai anh không ngồi chung đâu vì họ đặt bàn bên cạnh từ trước rồi. Mấy anh cũng bày vẽ, mặt phóng vào tầm mắt của nhau rồi còn bày đặt nhắn tin trên nhóm mới chịu. Ăn uống no nê đôi chim non về phòng, thất tiếp tục câu chuyện tình yêu. Đùng một phát tỏ tình xong tấn công làm thất bị ngại, chỉ để lại lời đồng ý rồi đi về cho bất ngược. Hai đứa chưa công khai vội mà muốn thử cảm giác gian gian dìu dí mập mờ, cố tỏ ra là không có gì nhưng lén chọc nhau. Ở một diễn biến khác,
Tu tới nhóm kịch giúp chụp ảnh hậu trường, càng nhìn Aun càng thấy lạ nên cậu ta tìm anh hỏi cho ra ngô ra khoai. U là trời, té ra anh ta mê Tu là có thật, còn mê từ lâu rồi cơ, nhưng anh không nói, bây giờ thì muộn rồi, Tu đã có người yêu. Tự dưng hỏi làm gì để cả hai cùng khó xử, lúc đề về không hiểu vì sao trong rạp bị cúp điện. Tu nhớ ra trước đó Chen từng nói Aun sợ bóng tối nên anh quay lại tìm người. Đúng là Aun đang mò mẫm hốt hoảng một mình, Lin tò mò đi theo, ai dè bắt gặp cảnh này. Một lần nữa Tu bị đẩy vào thế căng não. Phía bên kia, Khai đang trên đường tới phòng thu âm thì va trúng cô em, lỡ làm hỏng xe nên phải chờ người ta hóa giang một đoạn. Ai ngờ cô nàng đó cũng tới buổi tuyển âm thanh, mặt đẹp hát hay, tên Trinh Trinh mới nổi. Trong lúc đó, Bon đem đoạn video chỉnh sửa qua cho cô Pan xem qua, hóa ra hai người có chút trục trặc. Pan phát hiện ra mình mặc cặp sừng to ỉnh bấy lâu nay nên đi nước cồn dại dầu, uống say tới mức đi không nổi, về tới nhà ngồi khóc như mưa. Đang buồn mà có trai đẹp ở cùng nữa thì còn gì bằng, cũng vì ánh mắt ta chạm nhau nên phát sinh một số thứ. Đang đá gay cấn điện thoại lại reo, ngại quá nên Bon đi về luôn sau đó. Dạo này cô nàng Trinh Trinh có vẻ khá thân thiết với Kai làm ai đó hơi có mùi thuốc súng. Sắp tới có bài tập lớn nên bộ tứ định quay video ngoài biển, chốt cuối tuần đi luôn. Bình thường mỗi lần hẹn cho cố Kai sẽ là thằng rút lui đột ngột vì gái, nên không ai dám tin cậu ta báo hại thanh niên phải thể tốt cho chắc cú. Ăn uống xong, Kai qua chỗ bên đội kịch ăn mừng vừa mới thu âm xong. Bon phải tăng qua ngoài quán nên còn mỗi Tu với Thớt đi quẩy. Trùng hợp thế nào nhóm của Kai cũng ở quán đó, nhưng mà trên tầng 2. Lúc đi lấy bia, có anh chàng qua gạ kèo Thớt. Anh đáp câu lạnh tanh, mình là hoa đã có chủ rồi, cầm bia lên tầng. Ai ngờ bắt gặp cảnh tượng không nên thấy, Kai đang luyện cơ môi với cô em Trinh Trinh. Cay cú, Thớt đi thẳng một mạch xuống chỗ anh chàng đó hôn lại cho bõ. Kai đi xuống trông thấy táng anh trai sắp mặt, giờ đẩy Thớt vào tường. Thớt 3 phần đau đớn, 7 phần bất lực tuyên bố thằng nghỉ yêu. Chuyện chúng mình chấm hết ở đây. Không có cái dại nào bằng cái dại này, mãi mới rút ra được mà lại đâm đầu vào để bây giờ nhân đôi trái tim tan vỡ. Khai đuổi theo tới tận nhà mà thề cuộc đời Thớt ghét anh vờ lờ cờ cả ra nên dãy đành đạch Khai phải để hẳn xuống cậu ta mới bình tĩnh lại được. Tu đi can hai đứa nhưng bị đuổi về nên quay đầu. Đuổi thì ra, sau tất cả đứa thì rách tay đứa thì xước chân mà mâu thuẫn vẫn chưa hết. Buổi sáng hôm đấy anh chồng ngoại tình của cô Pan tới xem video, thấy anh ta ra ngoài gặp ai đó, thấy mùi hơi nghi nên Bon lén đi theo. Ô chà mà ơi, sắp cưới vợ rồi mà vẫn gặp tiểu tam. Anh ta định bỏ cô ả mà cô ả không chịu, trà đào không muốn lại cứ thích làm trà xanh là dở rồi. Cũng may anh chồng nói không với trà xanh nên thẳng tay diệt trừ cắt đuôi cô ả. Bon cảm thấy mình nên tác động một chút nên đem phần video mà anh chồng cắt đưa cho Pan xem, là một người đàn ông có chim. Anh dám khẳng định anh ta yêu cô thật lòng. Quay qua quay lại, chuyến đi cuối tuần đã tới. Thớt không có ý định đi nên không thèm nghe điện thoại của Khai. Tu cũng không đi nên đem đồ ăn đến. Anh có tin hot hòn hòn, em Trinh Trinh bị tẩy chay nên rút khỏi tem âm thanh. Bởi vì hôm đi nhậu, em Trinh tự dưng nhào tới hôn Khai như thật làm cậu ta ngơ luôn, và thế là tất cả chỉ là hiểu lầm. Buổi tối hai đứa dắt nhau đi mua đồ ăn bắt gặp Bon, rồi du luôn. Bốn đứa mà ba đứa nghỉ đi, có mỗi Khai tự ra ga tàu. Thật lo lắng chạy ra ga tìm người chạy tới chạy lui mấy, thấy Khai ngồi buồn thiêu một mình cô đơn lẻ loi. Tội lỗi amen tại hạ tới muộn có 8 tiếng trời. Khai có chút gì đó trầm cảm, cứ nghĩ anh em không muốn đi cùng mình, dám tí tự kỷ luôn. Thật không biết giải thích như thế nào, chỉ biết ôm cậu trai một cái. Hai thanh niên dắt tay nhau về nhà, khổ thân Khai đẹp dài nhất phố mà hôm nay thành con ghẻ của phim, bị anh em đồng môn bỏ rơi nên cái mặt buồn như cọng bún thiêu. Thêm cả drama của con nhỏ Trinh Trinh làm cậu trai bước vào giai đoạn rối loạn triều đình. Thật cũng cảm thấy có lỗi vì đã để cho cậu ở ga chờ nên sẽ bù lại bằng cách cho Khai ngủ ké một đêm. Sau chuyến đi không thành công, bộ tứ dữ dội tiếp tục lên kéo ra biển, ngồi trên tàu mà mọi người còn tưởng rạp xiếc trung ương đang đi lưu diễn. Ngồi muốn tắc hết đường sinh đẻ, cuối cùng cũng ra được với biển xanh cát trắng nắng vàng. Bốn anh chàng khuấy, thỏa sức khuấy nước muối tự tin làm đàn ông thật tuyệt. Cảm thấy body đã quá đủ vị mặn, Tu và Bon kéo nhau đi quẩy tiệc trăng tròn, bỏ lại hai cậu trai tự tìm không gian riêng. Khai bây giờ không thích đi tán gái ở đâu nữa, chỉ muốn ở lại tán tỉnh mình Thớt thôi. Mới nói câu trước còn chưa kịp cả khép mồm đã có cô em tình nhiều đêm cũ qua bắt chuyện. Phía bên kia, Tu lướt Facebook thì thấy bài đăng của Aun. Anh ấy đã quyết định đi du học làm lại cuộc đời. Tu không thể ngồi im chờ tình yêu đến với người khác được nữa nên anh đứng phát dậy tìm thuyền về bờ trong đêm. Ai ngờ, Aun to lù lù xuất hiện phía sau. Anh vẫn muốn tham khảo chú em về cái kết cho chuyện tình chúng mình. Nếu như Tu muốn hai đứa xác định mối quan hệ rồi mới cách xa hai phương trời thì Aun không làm được. Bởi vì bây giờ, anh chỉ muốn ở lại bên Tu cùng nhau đếm sao trời. Rồi xong luôn, trai đã ít mà các anh còn làm thế này thì chết con dân chúng em. Bên này toàn cơm chó nên chúng ta quay về với đôi chim non. Thớt nhận phòng xong đã đuổi cổ thằng Khai, muốn đi đâu thì đi, để anh còn làm một giấc mà kệ Khai năn nỉ ý ôi xin nội lại. Tự dưng tắm thơm to xong chả biết dân trời nhà ai nghịch ngu, làm sập cả dàn điện. Nên Khai lại đem nến qua rủ Thớt đi ngắm sao tán gẫu.
trong không gian tối như đường vào tim em, hay dần tới mà bị Thất Nhất Quyết từ chối vì một chân lý đơn giản, yêu vào sẽ mất bạn tốt nên tốt nhất không yêu. Sáng hôm sau, mấy đứa ra tiễn Aon xong rồi đi tìm chỗ quay video, lựa tới lựa lui hết một ngày. Vận động hết công suất 2 ngày trời nên lúc lên tàu đứa nào đứa nấy lăn ra ngủ quay. Còn mỗi Khai không ngủ được vì Thất mãi không đồng ý lời yêu. Trông thanh niên giàu quá nên tu cho anh xem chân kinh. Trong đấy là những điều Thất ghét ở cậu mà trước đó Thất ghi ra, hy vọng thanh niên sẽ bỏ được tật xấu làm lại cuộc đời. May ra mới có cửa, điều đầu tiên là đi xe tốc độ bàn thờ. Thế là lúc đưa đón nhau, Khai giảm vận tốc rùa bò. Mọi lần bị thằng trẻ châu khích đều cưỡi mô tô mà đi 20 kiểu gì Khai cũng vụt ga xanh chín với nó. Nhưng hôm nay không như thế, vì sáng sớm thanh niên đã niệm Phật không tạo nghiệp không a dua với đời. Điều thứ hai là dễ dàng nạn chí cần phải sửa gấp, nó được áp dụng luôn vào buổi trưa lúc phải xếp hàng chờ mua cơm. Điều thứ ba là không thông minh, để khôn hơn, Khai đã phải thắp đèn dầu cày cuốc thâu đêm suốt sáng bao nhiêu ngày tiếp thu linh hoa, nhật nguyệt tri thức vũ trụ. Thứ tư là lăng nhăng, nên anh từ chối tất cả các chị em có ý đồ đen tối. Chỉ vì điều thứ năm là mỗi lần chia tay đều đem lại phiền phức cho Thất nên Khai đứng yên cho gái đánh. Tiếp nữa là chưa từng hối lỗi nên Khai gọi điện xin lỗi tất cả các người yêu cũ mà anh từng bỏ và cho họ táng một phát, chỉ là không ngờ hàng nó xếp dài gần cây số. Dù đã sửa được điều 6 điều nhưng Thất chắc chắn điều cuối cùng Khai sẽ không làm được nên khuyên anh từ bỏ vì nó chưa từng yêu ai thật lòng. Dễ gì Khai chịu bỏ cuộc dễ dàng, cậu ta đã dày công chuẩn bị một điều siêu lãng mạn tại gia dành cho Thất. 10 điểm cho sự đầu tư, 100 điểm cho những lời xin xúa nhưng vẫn chưa chạm tới đích. Không biết có phải vì cú sốc đầu đời quá lớn nên suốt một tuần không thấy bóng dáng Khai đâu. Từ bòn qua phòng cậu ta xem thử Khai còn sống hay chết để còn biết đường đem chôn. Hú vía người vẫn còn thở tốt, té ra là cậu ta ngồi cái phim tình cảm để hiểu đúng như thế nào là tình yêu. Ngày dự án kịch của nhóm cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng hò reo của khán giả. Khúc dàn ekip ra sân khấu đèn tự dừng dồn hết về phía Thất. Khai dưới từ từ bước lại gần sân khấu cầm theo rất nhiều bảng đen và lời tỏ tình chân thành nhất tới từ tận ruột gà tim gan phổi. Khai đem sẽ dây chuyền ra chốt thêm một lần nữa. Cuối cùng của cuối cùng câu chuyện cảm lạnh của hai đứa cũng có hồi kết bằng cái gật đầu của Thất. Không chỉ cặp đôi này mà Tu và Aon cũng rất là xén xúa dữ dội và cũng dịu êm. Bên Bon thì hơi buồn một chút. Crush mặc lên bộ áo cưới chú rể lại không phải là anh, nhưng may mắn đời đã mỉm cười với Bon lần hai bằng một cô nàng dễ thương. Nhiều ngày sau đó bộ tứ đã tốt nghiệp với tờ A4 trên tay cùng nhau mở công ty riêng với cái tên độc nhất chắc cả có nhị, Dữ Dằn Production. Hôm ấy Tu từ bờ bên kia đại dương FaceTime về cho nhóm. Cậu ta đại diện cho Tem qua tham dự giải làm phim cùng với Aon. Giây phút đáng mong chờ nhất năm, bộ phim của Tem xoán ngôi đầu giải quốc tế. Mặc dù bận bổ não làm phim, nhưng lâu lâu Thất vẫn livestream review phim cùng với Khai, cũng không quên phát cơm cháo online cho bản dân thiên hạ. Bộ phim tới đây là hết thật rồi, đừng quên tặng chúng mình một like, đăng ký kênh cũng như lắc chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hay ho nào từ tới nhé. Hẹn gặp lại!